mặt đường lồi lõm, chằng chịt ổ gà, gây mất an toàn giao thông và cũng khiến cho bộ mặt đô thị trở nên nhếch nhác. Tình trạng này lại đang diễn ra khá nhiều tại nhiều tuyến đường ở thủ đô Hà Nội. Nguyên nhân khiến cho mặt đường lồi lõm, chi chít ổ gà chủ yếu là do việc thi công các công trình ngầm trên các tuyến đường. Và trong nhiều trường hợp, các đơn vị thi công đã không hoàn trả mặt đường như ban đầu hoặc là có làm thì không đảm bảo chất lượng. Ngã tư Liễu Giai, Đội Cấn, mặt đường lồi lõm, đầy dãy đá dăm như bẫy các phương tiện tham gia giao thông. Còn đây là tại phố Trương Định. Hơn một năm nay, người dân khi đi qua khu vực này luôn cảm thấy bất an vì đơn vị thi công hạ cáp điện ngầm hoàn trả mặt đường kém chất lượng. Lớp thảm nhựa mặt đường xuất hiện dày đặc các vết nứt hằn lún. Trời nắng thì thành các ổ trâu, ổ gà. Trời mưa thì tạo thành những hố nước. Nhiều khi đi qua đường này thì tôi cũng thấy là khá là bất tiện một chút. Khi mình đường trơn hoặc là mình đi, khi mình cua, mình rẽ phải thì nó sẽ không bằng phẳng. Thì thường có thể gây ra tai nạn. Em thấy đi hơi khó khăn ấy ạ, nhiều ổ gà, đi xe nó hay bị rung nắp ấy. Nhiều lúc mà em sợ đâm vào ổ gà đổ xe. Hoàn trả mặt đường kém chất lượng sau thi công là chuyện không mới. Tuyến đường Hồ Tùng Mậu, sau thời gian thi công tuyến đường sắt trên cao, mỗi lần thi công là mỗi lần mặt đường đều bị thay đổi như thế này. Theo các chuyên gia giao thông, để xảy ra thực trạng trên, có trách nhiệm không nhỏ của các chủ đầu tư, cũng như đơn vị thi công, giám sát. Trong trường hợp nếu đến thời hạn mà vẫn không thực hiện việc hoàn trả mặt bằng, thì tôi cho rằng trách nhiệm của chủ đầu tư là có thể phạt nhà thầu và chủ đầu tư có thể thuê một đơn vị khác đến thực hiện hoàn toàn phần công tác hoàn trả mặt bằng đó. Sau đó phần chi phí có thể trừ vào cái phần chi phí thanh toán đối với nhà thầu. Thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã nhiều lần đôn đốc các chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương khắc phục tình trạng hoàn trả mặt đường kém chất lượng. Đặc biệt là yêu cầu các đơn vị thi công lên kế hoạch, phối hợp đồng bộ, tránh tình trạng đường vừa được tôn tạo, chỉnh trang xong lại bị đào lên thi công công trình khác. Nhưng kết quả cũng chưa đạt được như mong đợi. Người dân vẫn phải đối mặt với những nguy cơ mất an toàn khi đi trên những tuyến đường gồ ghề, đầy rẫy những ổ gà, sống trâu do các đơn vị thi công hoàn trả mặt đường kém chất lượng. Người Hà Nội có lẽ là cũng đã quá chán ngán với câu chuyện này rồi. Có những tuyến đường một năm bị đào lấp lại vài lần, thậm chí xót ruột nhất là nhìn những con đường mới toanh vừa làm xong lại bị xới lên để làm đường ống. Đào lên rồi thì có lẽ chả bao giờ có thể đẹp đẽ lại như trước được. Vấn đề do đâu, giải pháp thế nào chưa thể nói rõ, nhưng rõ nhất là người dân vẫn phải đi đường xấu và lại xấu cả bộ mặt của thành phố.